20 năm. Anh chị ơi, đi xin lỗi anh chị ơi. Trời. Có lần nào có những cái vị khách gọi là cái mỏ là ơi là hỗn vô duyên thì cái mắt tổn thương mình làm cái nghề này thì mình cũng phải chấp nhận. Thầy gần luyện gần không trả tiền. Đây là Phanh cháu ơi. Cháu bước lên xe, cháu đạp. Xe cái gương là để làm gì ạ? Cái gương để chiếu hậu xe nào muốn vượt mình hoặc mình quan sát ở đằng sau. Để ngắm đi. Thì những xe này là từ thời xưa còn lại. Thế nếu xe hỏng thì sao ạ? Bây giờ người ta không sản xuất mới nữa mà chỉ gia cố những xe cũ lên làm thôi. Thế nếu hỏng là không có xe ạ? Vâng. Chỉ trong suốt thì xe cũ lên, trong suốt thì xe cũ lên. Bây giờ xe bị hỏng chưa bác? Có hỏng về phần khung bi xích nít thì có người sửa chữa, có thay thế. Còn cái khung xe này giờ không sản xuất nữa. Thôi trong 50 năm tới mà không còn nghề xích nít đúng không ạ? Chính Hà Nội sẽ còn tồn tại mãi mãi vì là nó là cái nét cổ điển từ thời xưa. Không, người ta vẫn gia cố từ cái nọ lắp sang cái kia vẫn có. Như bác xanh thì chắc đi nhưng mà cháu không quen thì đi chậm chậm thôi. Cháu cứ ngồi lên cháu không nhảy xe được như các bác đâu. Ơ thế chỗ này là cho ai đấy ạ? Chỗ đấy để cho nó đẹp thôi, ít chưa ngồi. Bao giờ không như thế là phụ nữ hay sao ạ? Đau à? Đấy cháu bỏ chân này lên thì nó đỡ đau à? Cháu ngồi đấy để cho nó lại đúng rồi. Chứ để kia. Khách hàng đầu tiên trong ngày. Let's go. Đấy, cứ đạp đi, đạp vào, đạp đi, đạp cố, đạp lướn. Bao nhiêu cháu ổn ạ? Ô tô ấy, nhìn sau. Cháu bắt đầu quen rồi bao không? Tập phanh đã này. Được rồi, quen rồi. Dễ lắm. Ôi được rồi bác ơi. Đấy, đi lên đoàn nữa. Thành thục rồi bác ơi. Cháu nghĩ thế, làm nghề kiếm sống rồi. Ô tô đấy. Trời ơi, trời ơi, cú. Let's do it. Khách hàng thứ hai. Bác ơi là thế nào ạ? Cảm giác sướng quá. Cảm giác thoải mái. Rồi. Có ai muốn được em phục vụ không ạ? Bác cảm thấy con đã có thể chờ thay thế được vị trí của bác chưa ạ? Có khả năng là đi một đoạn nữa là có thể là thành một tay lái xa thủ rồi. Đến tầm này thì chúng mình tin là chúng mình đã đủ khả năng để có thể trở thành những người lái máy bạn lái xích lô chuyên nghiệp. Ai tin thì comment chứ. Tin. Vậy nên là bây giờ các bác cứ tin tưởng và giao xe cho bọn cháu. Ok. Rồi, tới công chuyện này. Anh chị ơi, đi xích lô anh chị ơi. Có em ơi. Có em ơi, đây của anh nhá em ơi. Đây này, xe của anh là biển số đẹp hơn nhá từ. Em ơi, đây, em ơi lên đi em ơi. Khách của tao. Chị à, tao. Khách của tao. Đi. Đi khách. Đừng háo hức của em. Bạn ơi, bây giờ mình quay quạt trận ra cho bạn nè. Bạn thấy có thấy xe của mình có công nghệ hiện đại không? Dạ vâng, hiện đại. Thế thì mình lấy 1 triệu lên một lần đi nhá. Trời ơi, 1 triệu á, chị cắt cổ em đi này. Em ơi, bởi vì chị mới tập lái nên là lấy một lần đi 1 triệu nhá. Em ơi, chị đuổi em ơi. 100 em ạ, tí chị ạ, 100 đi nhá. Nào gồm có 1 chia tiền không thì vào đây là chị giới thiệu nhá. Đây là radio nhạc sống. Em muốn chọn thể loại nhạc gì nhở? Em chọn nhạc đỏ ạ. Nhạc đỏ. Mùa hoa lê kim an. Quê ta miền đất đỏ. 50-50 chị nhá, không có 37 đâu. Tính theo, không tính tiền em ạ. Bác sửa của em, ok. Bạc cho em đi. Ok, đi, thôi. Mát không em? Dạ mát ạ, nhưng mà anh quạt nhẹ thôi không. Ok, thì đối với em thì em thấy cái điểm gì là cái điểm khuyết điểm của Hà Nội chúng ta? Em thấy Hà Nội này hơi bẩn anh ạ. Thế có nghĩa thông điệp chúng ta muốn gửi gắm cho các bạn ngày hôm nay chính là bảo vệ môi trường. Yeah! Em yêu chơi đất màu xanh, yêu con đường đen trường dập bóng mát. Em luôn nhắc nhau đừng quên, giữ vệ sinh và không xả ra. Tuy nhỏ chúng em làm việc nhỏ, trồng cây nhặt rác chẳng ai đó. Bảo vệ trái đất luôn xanh màu, các bạn ơi chúng mình hãy cùng nhau. Chân trên bên. Ai đây, cháu nào không? Lượn lách,
cháu biết đi mà, bác yên tâm. Nào chúng mình cùng phục vụ nhạc đỏ cho các bác nào. Năm anh em What the hell you say? Như năm bông hoa nở cùng một. Cháu đi thuộc cái này cho bác. Trên một bàn tay. Cháu đi thuộc bài Hà Nội 12 mùa hoa đó bác. Tháng riêng hoa đào bừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi. Tháng hai hoa ban ngập tràn, tiễn biệt những gương mặt phố. Tháng ba mặt trời các mọi người phải quen sử dụng tay để kiểu mình linh hoạt, mình điều khiển cái phần trước như này thì mình hướng được cái xe của mình đi nhá. One hour later. Một bí mật mà các bác xích lô hỏng môn cho các bạn biết. Ok, tới gần đây nào. Meet a girl. Thì ở ngay dưới đây chúng ta có một kho báu bí mật. Lô cốt cho mọi người. Này, đây. Wow. Mọi người thấy chưa, các bác nghe cũng uống 7 up như người ta đó nha. Có một đôi dép Nike này. Có gì đây? Đây là kính của các bác. Đây là một chiếc áo thay trong trường hợp mà các bác cảm thấy hoặc là bác bị nóng quá, hoặc là gió bão bùng thì luôn có chiếc áo sẵn để thay. Ở đây mọi người ơi, không được dùng cái này nha. Không nên hút thuốc lá nha. Bác có hút thuốc lá không ạ? Cô cười. Bác đừng hút thuốc lá. Hãy bỏ thuốc lá ngay hôm nay. Các bác nha. Nghe nhưng có làm không? Nope. Thì không biết. Thì bây giờ là xe cháu xin phép được hỏi một câu hỏi. Những câu hỏi mà sẽ gọi là sẽ phải... Đây là những câu hỏi rất là nhạy cảm trong ngoặc kép. Hiếm ai có cơ hội trả lời thì hôm nay cháu phải hỏi bác. Thì câu hỏi đầu tiên là bởi vì đi xích lô là đi cả ngày trên đường thì bác đi vệ sinh kiểu gì? Nhờ bác có nhà vệ sinh công cộng. Vâng. Xung quanh bờ hồ trong phố cổ có những điểm vệ sinh công cộng thì bác sẽ tìm đến gần nơi đó bác đi vệ sinh. Hoặc là vào trung tâm thương mại cũng được. Thế bác đã thuộc lòng các điểm vệ sinh công cộng chưa? Có, thuộc lòng ạ. À, thuộc lòng luôn đấy. Ví dụ có một cái. Bác ví dụ có một cái để tí nữa con buồn thì bọn con có thể. Ví dụ như ở chỗ bờ hồ Hoàn Kiếm là có 3 điểm, có 3 điểm vệ sinh công cộng. Và ở chỗ đường Phùng Hưng có 2 điểm. Và ở đường Lê Thạch, đường Lê Thạch có 2 điểm. Đó, là các bác hay đi trong đó. Dạ các bạn. Ok, các bạn ơi, bây giờ bác vừa có thể phổ cập cho chúng ta còn những cái địa điểm gọi là đi vệ sinh công cộng thì mọi người đừng có đi vệ sinh ngoài đường nữa nha. Đặc biệt là đi ở trên hồ nha, rất là mất vệ sinh. Và ô nhiễm môi trường nữa. Giữ gìn cần lắm á. Flashback. Mọi người ơi, hiện tại bọn mình đã đến với hồ Ba Bể, ăn nhầm hồ Trúc Bạch cho mọi người nha. Hồ Trúc Bạch. Bác ơi, bác cho con hỏi thì trung bình mỗi ngày thì bác sẽ có tầm bao nhiêu chuyến ạ? Cái này thì làm nghề này thì như đi câu, có ngày thì được một vài chuyến mà có ngày thì không có chuyến nào. Thế ạ, thế vị chi là mỗi ngày là bác phải tầm 500 đấy nhỉ? Nếu mà chi ăn uống sinh hoạt thì không đến, một ngày thì 150-200. Thế tầm 1 tháng thì sẽ được bao nhiêu tiền ạ? Lương cứng ạ? Lương cứng thì tầm 1 tháng thì được khoảng độ 15 triệu. Có bao giờ bác muốn từ bỏ công việc này không? Bác cảm thấy mệt hay gì không? Bác cảm thấy làm cái nghề này mình yêu nghề. Vâng ạ. Mình làm bao giờ mà sức khỏe mình không còn khả năng làm được nữa thì là mình sẽ nghỉ. Đấy, cả cảm thấy là kiểu nhờ của những người như bác thì cái như cái nét văn hóa của Việt Nam thì mới được phát huy đúng không bác? Đúng rồi, bởi vì là xích lô này thì có từ thời Pháp thuộc đến giờ. Vâng ạ. Riêng người nước ngoài người ta sang đây người ta rất thích đi cái xích lô. Vâng. Ok bác, thì bây giờ con muốn hỏi bác một câu là chính là bác là làm xích lô được bao nhiêu năm rồi nhỉ? 20 năm. Bác làm được 20 năm. Vâng, con xin lỗi cái này thì bởi vì con là con hay bị gọi là xả lắm, con hay quên. Bác thì 20 năm thì bác có thể chia sẻ con cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của bác được không? Trong 20 năm này thì có năm 19, 20, 21 là năm bị Covid, bởi vì lúc ấy là thất nghiệp 100%, là không có việc làm. Lúc ấy là ở nhà trong cái tình trạng cuộc sống là rất là khó khăn trong cái thời gian đó. Cái thời gian bị Covid đó thì là các bác phải ở nhà, cuộc sống khó khăn, không có việc làm mà rất là nhớ việc mà nhớ khách. Bởi vì nó là xu hướng chung cho nên lúc ấy là phải chịu ở nhà, bắt buộc phải ở nhà. 2 năm luôn hả? 2 năm luôn. Thế lúc đấy bác cái công việc gì thay thế không? Lúc ấy là các bác là chỉ ở nhà, nhà nọ sang nhà kia ở nông thôn, ở quê chơi với nhau thôi chứ còn cũng không có việc gì nào. May là Covid là cũng qua nhanh, thế cũng không nhanh lắm nhưng mà thôi cuối cùng vẫn có thể quay lại việc đúng không bác? Chứ ở nhà kiểu mình sẽ bị kiểu mỏi người rồi mình kiểu không có chuyện gì làm cũng chán đúng không bác? Hết Covid đi là các bác cảm thấy mừng mà vui mà có công ăn việc làm là phấn khởi, là mọi người mình kiểu năng động, mình nó bị
đi cái người ra. Đúng rồi, cảm thấy là lao động là có cái cảm thấy nó vui mà khỏe. Ơi thế thì cho hỏi một cái câu nó hơi chút nhạy cảm một chút xíu thôi. Chuyến đi của bác thì có lần nào mà có những cái vị khách gọi là cái mỏ là hơi gọi là hỗn hay vô duyên thì có khiến bác tổn thương không? Có tội ai làm thế thì không? Có những người là tính nọ tính kia thì là mình làm sao mình phải hòa đồng chung. Có khách thì người ta vui vẻ, người ta trả tiền. Có khách thì người ta này không vui vẻ. Cho nên là mình làm cái nghề này thì mình cũng phải chấp nhận. Dĩ hòa vi quý đúng không? Dĩ hòa vi quý tất cả mọi việc. Con thấy là cái nghề này cũng khác thì gọi là làm dâu chăm họ đấy. Cũng không hợp con lắm đâu. Vâng, chú tên là gì ạ? Là Nguyễn Văn Tuấn. Chú Nguyễn Văn Tuấn, vị khách thứ ba trong ngày ạ. Tấm mời chú lên ạ. Chú Tuấn Văn Tuấn. Đây, chú lên được xem cái trình độ điêu luyện của cháu sau 5 tiếng luyện tập đi mọi người. Cháu sẽ phục vụ âm nhạc cho chú luôn ạ. Chú thích nghe bài gì ạ? Chú thích bài Tình yêu đất nước. Okay, tình yêu đất nước, cháu không biết bài đấy chú ạ. Thế cháu sẽ hát cho chú bài Tháng giêng hoa đào bừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi. Tháng hai hoa ban ngập tràn, tím biết những gương mặt phố. Tháng ba bật trời, trắng tinh hoa xưa về đây. Tháng tư loa kèn mỏng manh, mùa hoa tháng năm cháy rực phường đỏ. Hồ Tây ngát hương mùa sen tháng sáu, ngập tràn lối đi hoa sầu tháng bảy. Trở về tuổi thơ hoa xoan tháng, tình yêu thủy chung tìm biệt thạch thảo. Đây là mình và chương trình hỏi sai đáp sai. Chúng mình sẽ cùng giải đáp những yếu tố để các bạn có thể trở thành một xích lô men nha. Trong 20 năm đi lái xích lô thì bác có kỷ niệm nào? Kỷ niệm nào là thích nhất hoặc kỷ niệm nào kiểu như là không vui nhất? Kỷ niệm bác chở khách thì gặp phải thành thần đó, thần nghiện ngập, họ đi họ không trả tiền. Thế ạ? Nghiện ngập hay là say rượu ạ? Nghiện, chở họ đi chơi cả 1.5 tiếng đồng hồ nhưng họ xuống họ không có tiền, họ xin. Coi như họ xin là còn đỡ đấy, nhưng còn họ đánh thì mới là sợ bác nhỉ? Thời xưa thì có đánh, nhưng bây giờ người ta cũng lịch sự rồi, người ta chỉ không có người ta xin thôi. Nhưng sao bác biết là nghiện ạ? Vì nhìn người nó là biết à. À thế ạ? Người khi lên xe đi chơi. Thế đây thì sao hả bác? Đây không phải nghiện là cháu. Đấy là tiêm vâng. Cháu chỉ đây là truyền thuốc thôi ạ, chứ nó không nghiện ngập ạ. Thế thì bác chở khách nước ngoài, người ta giới thiệu, khi người ta về nước người ta còn giới thiệu cho anh em người thân người ta sang bên này, cho số điện thoại để chở tiếp người nhà. À thế có cháu vui không ạ? Có vui. Thế sao bác không kể kỷ niệm vui nhất ạ? À? Cháu đang chờ đợi cái câu hỏi đấy, cháu chỉ chờ đợi để bác nói bọn cháu. Các bác là một người đóng góp cho nền du lịch. Several bouquets later. Can you guess for me what's the name of this vehicle? Rickshaw. Yeah, the rickshaw. And do you know the Vietnamese name? Absolutely not. It's Siklo. Yeah. Great job, Siklo. Yeah. Okay. Started. Go ahead. Yeah, I want to know one thing you like most about Vietnam and one thing you dislike most about Vietnam. Like the least about Vietnam? Yeah. Feel free. The bus drivers. What food have you tried? Sugar cane juice. I had crocodile juice. Huh? Crocodile juice? What is that? I got sugar free. Durian? Oh my god, I love durian. Burning garlic. A few moments later. So on a scale of 1 to 10, how do you rate my driving skills? Yeah. Zero. They must have been good because I was enjoying my conversation. Oh, yeah, okay. Thank you so much for your time. Remember to try durian again and the mam tom as well. Yeah. I'm going to try durian again, even though it can be stinky. Bye-bye, một ngày thật đẹp. Moments later. Ma vu hai. This way. Okay. Hi. Welcome. Salamapa. Yeah, thank you. Okay, so please, can you guess the name of this vehicle?
This one? I don't know what the name of this vehicle though. This one in English is called rickshaw. It's very tricky. Ah, I see. In Vietnamese? Siglo. Ah, siglo. Yeah, siglo. Wow. You're doing great. How long have you been here? Oh, 6 years? Can you show us the short sentence in Vietnamese that you can? Chato. What is that? Chato. Be quiet. Ah, chato, chato. Chato. Tất cả đứng im. Keep silent. Yeah. In 6 years, what's the thing you like most and a few like movies about you? You can eat bún đậu mắm tôm? Really? So the people trait, can you grab up into 3 words to describe them? First is I like friendly. I think you are generous as well. Generous. Hospitable. Yeah. So can you rate for my service? Excellent. 100. 10 out of 10? 10. Okay, I got it. Ừ, cháu có một câu hỏi ạ. Thế thì hôm nay các bác thử chấm điểm cái độ thích ứng nhanh với công việc của bọn cháu đi ạ. Từng người đầu tiên là bạn gấu trước ạ. Thì bác sĩ, cho bác sĩ. Cái công việc thử signal và nái signal của bạn là cảm thấy là tay nái là nua. Mà nếu mà bác mà trải nghiệm trong một buổi sáng hoặc là một ngày thì tay lái có thể là chở được khách đi kiếm được tiền. Được. Vâng, thì cháu ơi sao ạ? Cháu cũng nhanh nhẹn, phải nói là cháu... Nhưng không bằng được cháu. Rất là nhanh, con gái mà đạp khỏe, bác ngồi trên xe mà cháu đi... I'm stronger. Rất là nhanh nhẹn và nhẹ nhàng. Bác chỉ cho một vài lần cái là cháu đã biết sử dụng được... Yes sir. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Yeah. Thế cháu ăn mấy điểm ạ? Số điểm? Nếu mà như bác chấm điểm là hôm nay là được 8 điểm đấy ạ. Wow. Ok. Cháu ơi, cháu bác. Đánh điểm cho trung bình rồi mọi người ơi. Cháu với con gái thì bác phải chấm cho bác cho cắt khe hơn. 8,5. Sao không bác ơi, không được, con phải được hơn chứ. Yeah. Cháu ơi, con gái khỏe. Rất khỏe.